Lớp phụ đạo văn học Hồ Tràm xin hân hạnh giới thiệu một siêu phẩm Tết. Hồ Tràm là vùng đất tứ linh với Long, Lân, Quy, Phụng, nơi an lành và hạnh phúc luôn mang lại may mắn cho gia đình bạn. Ủa lộn, cái này xuất tiên, lại nha. Hồ Tràm là một vùng biển thanh bình có rất nhiều hồ và tràm, là nơi khơi nguồn cảm hứng của tác phẩm nghệ thuật từ cổ đại, trung đại, đương đại đến hiện đại như MV, phim, hình cưới, check-in, hình in lịch. Ngàn đời nay, Hồ Tràm đã là nơi bắt nhịp cảm xúc của rất nhiều tác giả, tác phẩm. Được khởi quay vào giữa năm 2019, khi đồng bào miền Nam đang hừng hực tinh thần của cuộc kháng chiến chống bão và chống muỗi, 30 chưa phải Tết là tác phẩm tiếp theo của đạo diễn Quang Huy sau 6 năm tạm ngừng hoạt động trên mặt trận nghệ thuật. Tác phẩm thấm đượm không khí Tết, tinh thần vui vẻ hân hoạ cùng những cảnh quay ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước. Đó chính là lý do của review ngày hôm nay. Hân là một chàng trai sinh ra trong một ngôi nhà giàu truyền thống trăm mai ngày Tết. Hân có ba là đàn ông, dì Hương là đàn bà. Mẹ Hân mất sớm nên dì Hương, em gái ruột của mẹ Hân, ở vậy chăm sóc gia đình chị gái. Hình ảnh cây mai và đồng cỏ được chọn đưa vào xuyên suốt bộ phim cho thấy dụng ý của tác giả về trình độ thảo mai của nhân vật. Một khi bỏ nhà đi 12 năm rồi mà quay về cha cha, con thì chỉ có thể là chia của, lấy đất. Hân về nhà, gặp gỡ lại bao nhiêu cố nhân, hoang mang vì hiện tượng lạ nên gặp ai Hân cũng lẩm bẩm: Con kẹt rồi. Hai từ con kẹt tuy ngắn gọn nhưng chất chứa biết bao nỗi niềm của nhân vật, thể hiện sự bất lực và nhanh chóng muốn thoát khỏi ra nghịch cảnh. Chính vì cái nét đó, đi đâu Hân cũng bị nghi ngờ, đuổi đánh. Đâu có ai biết rằng Hân đã bị dính lời nguyền. Chính ông đạo diễn đã biết điều đó. Xin hoàng tử đừng làm mọi chuyện tồi hơn. Nãy giờ, chúng ta cũng đừng quên thông điệp rất nhân văn mà tác giả đã cài cắm vào tác phẩm Tết lần này. Đó chính là đúng deadline. Thằng Hân này sẽ lấy miếng đất ở làng Bình An trong vòng một ngày. Đi suốt chiều dài tác phẩm, cuốn sổ đỏ là hình tượng bao trùm, là mạch sống, là linh hồn câu chuyện. Trước hết, ta bắt gặp phương châm sống đúng deadline biểu hiện qua sự quyết tâm của Hân để lấy được mảnh đất, qua những nhân vật phụ gây khó, gây dễ, gây trễ, gây chậm, nhưng không ngăn được mầm sống căng ngọt nồng nàn, khúc tráng ca và sức sống bất diệt khi chạy deadline không kém phần gay gắt, kiên cường. Trong sự tiếp nối bất diệt, hình tượng ngôi làng Bình An đã được khắc họa một cách xinh đẹp, êm ả với những con đường đất, ngôi nhà nhỏ, lũy tre. Ra đi 12 năm nhưng ai ai cũng nhớ đến Hân. Hân con hai chữ không ba? Tự nhiên cho nó xuất hiện. Hân, Huỳnh Hiếu Hân. Ngụ ý tác giả rằng ai cũng thay đổi, chỉ có cái nết của hàng xóm hay tò mò stalk chúng ta là sẽ không bao giờ thay đổi. Hình ảnh bước từ xe đò trở về quê ăn Tết cho thấy ý của tác giả muốn nhắn nhủ với mọi người rằng Tết sắp đến rồi, tầm này còn làm ăn gì nữa, lo mà về quê. Tuy nhiên, có những phép ẩn dụ đã được cài cắm, rõ ràng nhất là cái tựa phim 30 chưa phải Tết, ngụ ý rằng bình thường á, muốn coi gì coi, nhưng mà Tết tới là phải coi phim này an nhiên. Trên đây là câu chuyện tự bìa của tác giả review, chứ phim mùng 1 Tết năm nay mới chiếu, ai biết gì đâu mà kể. Coi thêm vài giây nữa, sẽ có thông tin khởi chiếu đầy đủ cùng dàn ekip đã từng làm nên thành công của chàng trai năm ấy và thần tượng hồi xưa. Nhớ ra rạp mùng 1 Tết, nói điêu mất lọc nha khách yêu ơi!